Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thì gần như là một hãng laptop quốc dân dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên với mức giá cực ưu đãi, thiết kế đa dạng, màu sắc ngày càng phong phú thì các bạn hoàn toàn có thể quên được những mẫu laptop có màu sắc đen trắng đơn giản đi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một em Acer Aspire 5 phiên bản màu hồng siêu xinh mà mức giá chỉ có hơn 12 triệu đồng. Đầu tiên thì nhìn vào mình đã bị ấn tượng ngay bởi màu sắc mẫu laptop này. Nói gì thì nói chứ đa phần hầu hết đối với con gái bọn mình vẫn rất là thích màu hồng như thế này. Màu hồng trên Aspire 5 là sự kết hợp giữa màu hồng và màu bạc. Chính vì thế thì các bạn có thể thấy được là ở bề mặt trên của máy sẽ có lấp lánh nhẹ. Và khi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào hoặc là dùng ở dưới ánh sáng mặt trời thì sản phẩm sẽ không chỉ là một mẫu laptop đơn thuần mà thay vào đó còn là một món đồ trang sức dành cho các bạn nữa. Bề mặt trên của máy thì được làm từ hợp kim nhôm, khung và 3 phần còn lại sẽ được làm từ nhựa cứng phủ sơn giả nhôm. Sự thay đổi lớn nhất là phần bản lề thì mình có review về một em Acer Aspire 5 màu bạc trước đó rồi, nhưng mà vẫn sẽ nhắc lại. Thay vì bản lề được đặt trải dài chính giữa thì Acer đã thay bằng bản lề dạng nâng. Bản lề này thì các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay. Phía dưới bản lề thì sẽ có phần fit cao su giúp nâng đỡ cũng như là có thể cố định máy lại khi để ở trên bàn. Với bản lề dạng nâng này thì các bạn có thể dễ dàng thao tác hơn đối với chiếc laptop của mình. Mức độ hoàn thiện của em máy này thì khá là tốt trong tầm giá hơn 12 triệu. Mặc dù được làm từ nhựa thế nhưng mà khung máy thì chắc chắn này, hiện tượng ọp ẹp hay là flex thì rất là nhẹ, gần như là không đáng để nói tới. Là một mẫu laptop mỏng nhẹ thế nên là Acer Aspire 5 được trang bị màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Trong phân khúc laptop giá 12 triệu thì có rất là ít các hãng trang bị tấm nền IPS. Vì thế thì đây chắc chắn là một điểm cộng cho Acer vì mức giá thì quá ưu đãi và màn hình thì có thể phục vụ được mọi nhu cầu, kể cả là các bạn sử dụng ở ngoài chơi. Viền màn hình thì sẽ có 3 cạnh viền mỏng. Cạnh trên Acer vẫn sẽ trang bị webcam và có micro tích hợp bên cạnh để các bạn có thể đàm thoại. Hướng đến đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên với nhu cầu mua laptop giá rẻ, phục vụ nhu cầu học tập hay là dân văn phòng chỉ cần sử dụng các tác vụ nhẹ nhàng, cơ bản với một mẫu laptop thời trang. Thế nên là cấu hình của em này cũng rất là cơ bản. Vì là mẫu laptop mới trong năm 2021, thế nên là cấu hình được trang bị cũng là cấu hình mới nhất. Intel thế hệ thứ 11 Core i3-1115G7, RAM 4GB có 2K và nâng cấp tối đa được lên là 20GB. Ổ cứng sẽ là 256GB có thể nâng cấp tối đa 2TB HDD và 1TB SSD, đồ họa tích hợp UHD Graphics. Và với khả năng nâng cấp cao như thế này thì Acer Aspire 5 cho phép các bạn có thể lưu trữ một lượng lớn tất cả các dữ liệu liên quan đến học tập này, công việc này. Thêm vào đó thì khi sử dụng các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel hay là có giải trí như là xem phim, lướt web hoặc là nghe nhạc thì Acer Aspire 5 hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt tất cả các nhu cầu trên. Chuyển xuống dưới phần bàn phím, vì hướng đến đối tượng người dùng là sử dụng bàn phím để có thể gõ được văn bản khá là nhiều, thế nên bàn phím của Acer gõ thích, hành trình phím sâu, có đèn led nền, layout phím cũng hợp lý. Phần touchpad thì sẽ cảm ứng đa điểm, khả năng tracking cũng tốt, có hai phím chuột trái và chuột phải hơi cứng một chút, thế nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì các bạn hoàn toàn cũng sẽ quen với việc này thôi. Cổng kết nối thì sẽ đầy đủ, sẽ gồm có 3 cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, cổng mạng LAN RJ45, một jack audio combo và một cổng nguồn. Với viên pin 3 cell 48Wh thì trong phân khúc giá 12 triệu đồng, Acer Aspire 5 được xem như là mẫu laptop có thời lượng pin khỏe nhất. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được đủ cho một ngày làm việc. Và tổng kết lại thì với 12 triệu đồng, các bạn đã có một mẫu laptop mỏng, nhẹ, này màu sắc thời trang, khả năng nâng cấp lưu trữ lớn và đặc biệt là được trang bị tấm nền IPS. Thì đây chắc chắn là mẫu laptop đáng mua nhất trong tầm giá hơn 10 triệu đồng nửa đầu năm 2021. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.